Chào các bạn, một hiện tượng cũng khá phổ biến hiện nay là sau khi sử dụng được một thời gian thì còi xe của bạn kêu nhỏ và tiếng kêu thì không được trong nữa. Xe hải đăng đã gặp rất nhiều trường hợp như thế này và nhiều bạn không biết thì đã phải thay còi mới, gây ra lãng phí. Và trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục. Ở đây thì mình có hai chiếc còi 12V có thể lắp được trên xe máy hoặc xe đạp điện. Hai chiếc còi này đều thường gặp hiện tượng là kêu bé như kiểu là bị nghẹt. Mình thử cho các bạn xem, bạn cho vào cực ắc quy để thử. Và để khắc phục hiện tượng này thì bạn cần sử dụng một chiếc tua vít. Bạn chú ý quan sát mình làm. Trên thân của mỗi một chiếc còi sẽ có một chiếc vít như thế này. Bạn đã dùng chiếc tua vít vặn ra một chút. Rồi sau đó thì bạn cho vào cực ắc quy để thử lại xem đã được chưa. Như vậy là tiếng kêu đã đỡ hơn. Với chiếc còi còn lại bạn cũng làm tương tự. Và sau đó thì thử lại. Bạn có thể điều chỉnh đến khi nào vừa ý thì thôi. Chỉ một vài bước đơn giản như thế này thôi thì bạn có thể tự khắc phục mà không cần phải thay còi mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể để lại trong phần comment. Mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.